quý vị và các bạn nếu như mùa hoa Tết năm ngoái ở các tỉnh miền Bắc nhiều người trồng thua lỗ vì thời tiết lạnh kéo dài thì năm nay thời tiết nóng ẩm bất thường cũng đã khiến cho nhiều diện tích hoa Tết như là hoa đào, hoa ly nở rộ trước Tết gần một tháng tuy vậy thì vẫn có không ít nông dân trồng hoa ly năm nay thăng lớn khi biết cách chăm sóc hoa trước sự thay đổi của thời tiết và bí quyết của những người nông dân này là gì xin mời quý vị và các bạn đến với phóng sự ngày sau đây trong khi 90% diện tích trồng ly của các hộ dân tại Ninh Bình bị nở sớm thì vườn hoa ly của anh Điền Mạnh Hùng vẫn căng đầy sức sống. Các cây hoa ly này còn rất nhiều nụ, hứa hẹn sẽ khoai sắc vào đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Khách đến vườn rất đông, giá bán tại vườn của một cây ly hiện là 30.000 đồng. Theo anh Hùng, chỉ chiều nay hoặc sáng mai là toàn bộ 15.000 gốc ly anh trồng sẽ tiêu thụ hết. Tôi buôn hoa cũng được tầm 4 5 năm rồi nhưng hôm nay đến xuống dưới vườn hoa của Ninh Phúc tôi cảm thấy rất ưng và chất lượng hoa cũng đẹp. Và giá cả cũng hợp lý. Năm nay thì hoa nó cũng mất mùa nhiều cho nên là cũng dễ bán mà cũng được giá cho nên là mình bỏ vốn ra ba sào ly thì cũng chỉ có khoảng gần 300 triệu thôi nhưng mà cũng mang lại nếu mà đến bây giờ tổng lại thì cũng đã thu được tới tầm khoảng là 450 500 triệu. Nước tưới rất quan trọng đối với hoa ly. Nếu được tưới nhiều, đủ ẩm, cây sẽ phát triển tốt. Vận dụng ngược lý thuyết này, anh Hùng chủ định để đất khô, cây ly bị hạn sẽ phát triển chậm lại. Yếu như mọi năm là mình chẳng hạn như là 3 ngày là mình tưới một lần, nhưng mà năm nay mình đã phải rút ngắn thời gian đến 10 ngày mình mới dám tưới một lần. Yếu tố thứ hai là ánh sáng, được chiếu sáng đầy đủ, cây quang hợp tốt, phát triển nhanh. Vì vậy anh Hùng dùng hai tầng lưới đen để cản ánh nắng chiếu vào vườn. Tuy nhiên khi che, anh Hùng cũng phải tùy theo tình hình thời tiết từng ngày và độ tuổi của cây. Che lưới đen là nó cũng có nhiều tác dụng nhưng mà nó có cái yếu điểm của nó là là trong cái thời gian mà tưới hoa à, hoa nó còn đang non là nó mình che lưới đen nhiều thì nó hay bị rụng nụ, teo hoa, chất lượng hoa sau này nó sẽ nhợt nhạt hơn so với lại bình thường. cho nên là mình cũng chỉ che vào những ngày nó nắng nóng thôi và những khi mà trời nó nắng quá ấy, giữa trưa chẳng hạn thì mình che thôi còn bình thường những trời dâm thì mình phải bỏ ngay. Gần chục năm gắn bó với hoa ly đã giúp anh Hùng thấu hiểu tính chất, quy luật sinh trưởng của cây. Cộng thêm sự nhạy bén, sớm áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời mà anh đã có một vụ hoa bội thu. Qua đây chúng ta có thể thấy với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng thì kỹ thuật canh tác của người nông dân cũng cần có những cải biến cho phù hợp.